Hi, xin chào quý khách hàng cũng như là anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Khánh. Thì hiện tại Khánh đang có mặt tại bãi xe tại Hino Đài Phát Tính Bình Khánh, là ở phường Bình Triệu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh nha anh em. Thì cũng theo những yêu cầu của các bác tài và anh em xem một số video về cái dòng xe Hino 3 chân 15 tấn của Khánh trước đó, cũng yêu cầu là Khánh ơi, thì hiện tại bên em đang có những dòng xe Hino 3 chân 15 tấn mẫu thùng Đà Lạt hay không? Quay trực tiếp cho anh em xem, cũng như là cho anh xem trực tiếp về cái kết cấu của thùng xe, về thiết kế của thùng hiện tại bây giờ, thùng Đà Lạt. Tại vì thùng thì hiện tại bây giờ anh ở khu vực Đắk Lắk và đi những mặt hàng về quá tải nha anh em, và cần về cái độ chắc chắn của thùng. Thì sẵn video ngày hôm nay có một xe tại Hino Đài Phát Tính Bình Khánh, thì Khánh quay trực tiếp cho anh em xem và tham khảo qua nha. Đấy, với phiên bản này thì đây là phiên bản Hino 3 chân 15 tấn cầu lết nha anh em, 15 tấn cầu lết FL8ZW7A và được đóng thùng Đà Lạt. Đối với phiên bản này, khi mà ra giấy tờ tải cho phép chở trên sổ đăng kiểm của mình, đó là 13 tấn 850, và tổng tải của nó sẽ là 24 tấn. Thì những phiên bản trước thì nó sẽ có những phân khúc về cái tải trọng cho phép chở là 14 tấn 3 hoặc là 14 tấn 8. Còn đối với phiên bản này thì về thùng nó sẽ chắc chắn cũng như là cứng cáp hơn, nên về cái tải cho phép chở nó sẽ có sự hạn chế hơn so với cái mẫu trước đó. Khánh quay cho anh em xem và tham khảo nha. Còn về đi chi tiết hơn về kết cấu của thùng xe, thì đối với phiên bản này là thùng bẩn nhôm Đà Lạt, bẩn nhôm tiêu chuẩn đóng theo kiểu Đà Lạt. Và cái hiện tại bây giờ về cái kích thước mặt lòng thùng, chiều dài của nó là 9m4, chiều ngang là 2m35, và chiều cao từ mặt sàn tới vị trí cao nhất của kèo đó là 2m15 nha anh em. Và đây đóng được kèo Đà Lạt kéo dây cáp, được khách hàng tin tưởng ủng hộ tại Hino Đài Phát Tính Bình Khánh. Về kết cấu của thùng thì Khánh sẽ đi cho anh em xem và tham khảo qua trực tiếp tại đây. Về phía sau của thùng, trước mắt là về cản phía sau thì bên Khánh sử dụng là cản nhôm cho khách hàng nè. Về khung bao đèn phía sau thì sử dụng sẽ là inox và được tách hẹp riêng biệt. Cái mẫu này nó sẽ là composite nha nè, nó giống như cái mẫu thùng đông lạnh bảo ôn, nhìn nó khá là đẹp cho những khách hàng nào mà về độ xe cũng như là chịu chơi về cái độ chi của xe. Về cấp báo bao không bao đèn phía sau thì đèn xi nhan cũng như là đèn phanh, đèn vị trí thì nó khá là cơ bản ốp như thế. Còn về anh em có thể về mình lên những cái đèn mà Juniper hoặc đèn ngu nha. Về bẩn thì sẽ là bẩn nhôm mở chính bẩn, và phía sau bẩn nhôm này nó khá là hay, nó sẽ có cái tay nắm cho anh em có thể nâng hạ xuống một cách khá là dễ dàng. Về khung bao phía sau của đuôi nữa là sử dụng đó là cho mình là nhôm nha anh em, nhôm luôn, nhôm đúc luôn nha, có độ dày lên đến đó là 5 ly, khá là dày dặn cũng như là chắc chắn. Phía trên khung chuồng heo phía trên, cái vỉ phía sau thì bên Khánh sử dụng là vỉ inox cho khách hàng. Ngoài ra thì mình có thể sử dụng là mở cửa anh nha, nhưng mà đối với thùng Đà Lạt thì anh em sử dụng vỉ sau thì nhìn nó sẽ đẹp hơn, với lại miếng inox nó sẽ được bắn trực tiếp vào cái đến miếng la của cái đuôi. Về bản lề cũng như là khóa ton và bát bẩn sẽ sử dụng cho mình là inox luôn nè. Về chủ thùng thì hiện tại bây giờ thì bên Khánh đang đóng cho khách hàng sơn màu xanh theo phong thủy và theo yêu cầu khách hàng, sơn màu xanh khung chuồng heo cũng như là về cái kèo u phía trên luôn nha anh em. Về trụ thì trụ trước, trụ sau và trụ giữa thì hiện tại bây giờ bên Khánh sử dụng là gọi là từ trước đến sau thì nó sẽ là 10 trụ, và cái u này sẽ là U140 nha anh em, đều u hết, U140 là thép đúc và có độ dày lên đến hiện tại bây giờ là 6 ly nha anh em, 6 ly chạy dài từ trước đến sau luôn nha anh em. Đấy. Còn về khung chuồng heo thì sử dụng là các sắt hợp, hai thanh ngang chạy dài từ trước tới sau là hợp 48, và thanh đứng cũng như là thanh ngang trên cùng sẽ sử dụng là các hợp, đó là hợp 44 nha anh em. Đấy, bẩn hông thì hiện tại bây giờ bên Khánh sử dụng đó là 8 bẩn nhôm. Về phía bên hông, về khung bao sàn, khung bao sàn hay còn gọi là khung bao lường ốp đầu đà thì bên Khánh sử dụng cho khách hàng đó là nhôm trắng luôn nha anh em, nhôm trắng có độ dày lên đến đó là 5 ly, nhìn nó khá là bắt mắt cũng như là cứng cáp cho khách hàng. Về về chống bùng thì sử dụng hiện tại bây giờ là về chống bùng inox nha, anh em có thể thấy đây, về chống bùng sử dụng là về chống bùng inox, tay nắm của về chống bùng cũng là inox luôn. Đấy. Cản không thì sử dụng đó là cản nhôm bọc composite. Về phía dưới của thùng, điểm khá là đặc biệt và nhiều khách hàng quan tâm đó là về đài dọc cũng như là đài ngang. Thì điểm khác biệt hiện tại đối với phân khúc, hiện tại bây giờ khách hàng ở Đắk Lắk yêu cầu bên Khánh đóng là đà Y, đà Y nha anh em, độ dày đà Y đây là Y 150 và độ dày hiện tại bây giờ là lên đến 6 ly luôn.
Còn về đà ngang thì sử dụng đó là cũng là đà y. Hiện tại bây giờ độ dày hiện tại bây giờ nó cũng là 5 ly nha anh em. Khá là dày dặn cũng như là chắc chắn cứng cáp cho khách hàng. Tại những trụ thì bên Khánh sẽ sử dụng đó là đà đôi cho khách hàng đây. Đà y đà đôi đây. Đấy, anh em có thể thấy đà y đà đôi nha. Giúp cho cái đà ngang cũng như là sàn thùng thùng mình nó sẽ được cắt chắn và cứng cáp hơn. Về kết nối giữa đà dọc đà ngang đó là điểm lót cao su ở giữa anh em có thể thấy đây, cũng như là các bu long quang và các bát chống xô, hay là bát chống xô nha anh em. Đấy, chi tiết cho anh em xem về kết cấu thùng hiện tại bây giờ. Về bên trong của thùng thì Khánh sẽ đi ngay đây cho anh em xem. Về bên trong của thùng thì đây là về cái sàn thùng thì khách hàng yêu cầu sàn dập lá me trắng và sàn sắt nha. Hiện tại bây giờ lên đến 3 ly và sàn sắt. Ngoài ra thì anh em có thể sử dụng đó là sàn phẳng hoặc là sàn dập sóng bán nước trước sau. Đây là bên trong của khung chuồng heo. Bạc phủ thì chắc chắn nó sẽ là bạc 5 mảnh và bạc theo kiểu Đà Lạt cho anh em rồi. Nhìn cái thùng xe mình nó sẽ được cân đối và sẽ đẹp hơn. Còn về đây là phía trước của thùng. Xe sẽ được trang bị cho khách hàng là một cái thang bước lên cabin. Và trụ trước và trụ sau cũng như là trụ giữa thì U140 có độ dày lên đến đó là 6 ly nè. Về xương vách trước thì sử dụng theo cầu khách hàng là xương sắt hợp 44. Và vách nó sẽ là vách inox nha anh em. Vách phía trước sẽ là vách inox, hoặc là ngoài ra thì có thể sử dụng vách dập lá me cho khách hàng. Thì Khánh cũng vừa đi chi tiết cho anh em xem về cái kết cấu hiện tại bây giờ được thùng xe được khách hàng tại Đắk Lắk và tin tưởng ủng hộ tại Hino Đài Phát Tín bên Khánh. Và kết cấu chi tiết như thế cho anh em xem và tham khảo qua. Thì đối với phiên bản này ở thời điểm tháng 5 2022, khách hàng cũng như là anh em nếu mà đầu tư đối với phiên bản này thì nó sẽ có cái chương trình khuyến mãi từ Hino Đài Phát Tín bên Khánh là 31 triệu đồng tiền mặt cho trực tiếp cho anh em nha. Với giá xe nền chassis hiện tại bây giờ bên Khánh đang bán là 1 tỷ 679 triệu nha anh em, đã trừ 31 triệu khuyến mãi cho anh em rồi. Và xe thì chưa bao gồm phần thùng cũng như là chi phí cơ số, chỉ bao gồm phần xe nền chassis thôi. Còn về thùng xe thì tùy thời điểm anh em đóng kết cấu thùng như thế nào cũng như là lăn bánh về tỉnh nào, thì anh em muốn biết chi tiết thì liên hệ với Khánh qua số hotline 0938285259 để bên cạnh màn hình, thì Khánh sẽ hỗ trợ giải đáp báo giá cho quý khách hàng cũng như là anh em một cách chi tiết và cụ thể nha. Thì hiện tại đối với cái phân khúc Hino 3 chân 15 tấn này, thời gian bảo hành nó khá là ưu đãi cho khách hàng. Bảo hành lên đến đó là 7 năm. Và thời gian bảo dưỡng thì nó sẽ tăng cái mốc bảo dưỡng cho mình lên đến 11 mốc và lên đến 200.000 km. Khách hàng cũng như là anh em muốn biết chi tiết về chính sách bảo hành bảo dưỡng cũng như là các chương trình ưu đãi hỗ trợ về kỹ thuật, tư vấn về phụ tùng hoặc là tư vấn về xe, tất cả các dòng xe từ Hino từ 1,5 tấn cho tới đầu kéo 40 tấn thì cứ mạnh dạn liên hệ với Khánh thì Khánh sẽ hỗ trợ cho mình nha. Đấy, cái này cũng như là anh em mà cảm thấy video hay vị nghĩa thì hãy nhớ like và đăng ký kênh YouTube của Khánh, cũng như đừng quên chờ đón những video tiếp theo của Khánh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.